đề xuất. Right hand đến từ Chu Văn Anh nhưng không thành công. Và những cú đấm thẳng của Diệp Bảo Ngọc lúc này đang khá hiệu quả. Khả năng chịu đòn tuyệt vời đến từ Chu Văn Anh và cô vẫn đang không hề có dấu hiệu nào của sự yếu đuối và sợ hãi lúc này. Cô vẫn chịu đòn và vẫn tấn công. Rất nhiều đòn nha các bạn. Rất cởi mở. Một hiệp thi đấu ở đó là chị hy vọng rằng sẽ có những cái cú đấm rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ. Chúng ta đẩy cái nội lực của người mẹ bảo vệ con ra để chúng ta hạ nút ao đối thủ. Đây là nguồn năng lượng mà đang chờ để bùng nổ của hai team. Thì chính vì điều đó mà khiến cho anh rất là kỳ vọng đây sẽ là một trận đấu mà hai em sẽ thi đấu thật đẹp, thật tốt và mang đậm chất chuyên môn. Đây sẽ là một trận đấu rất là hay, rất là hấp dẫn mà mình muốn là ngay bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu. Chào mừng quý vị đã tới với nhà vô địch The Champion. Tôi là Quốc Khánh và người bạn đồng hành của tôi BB Trần. BB Trần xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và bên cạnh BB Trần ngày hôm nay là trai xinh gái đẹp Ali Hoàng Dương và Phan Ngân. Wow. Em thấy em hơi bị chai mặt ở đây luôn. Tại vì em lết từ dưới hàng ghế này. Đúng, cổ vũ thấy. Xong em lên em chăm sóc viên. Xong lên đài em đánh. Xem cuối cùng đã được lên này rồi. Anh nói thiệt nha, em nhận bao nhiêu đầu lương từ chương trình? Anh là khá nhiều tiền sau một cái show này đúng không? Dạ cũng tương đối ạ. Wow, không, anh thích cái sự thực tế của em. Còn em thì sao Ali? Ngày hôm nay em đi cổ vũ à. Thấy em cũng đẹp trai. Xong rồi nhấc thêm cái ghế lên đây cho em ngồi, để có thể cổ vũ và truyền động lực cho hai chị đẹp ngày hôm nay. Yeah. Các chương trình của mình lần lượt là những người thi đấu rồi hoặc là những người đang tập để chuẩn bị thi đấu, cuối cùng là trở thành khách mời của em. Khu bên đó ngày càng chất lượng và khiến anh ngồi bên kia là hơi ghen tị ở chỗ này. Chỗ này là trai xinh gái đẹp và lại có chuyên môn thực tế về boxing nữa. Đây là những chiếc chiếu đã trải rồi hết rồi. Dạ bị đánh nhiều rồi nên là cũng biết sơ sơ để mà mình có thể nói chuyện trong chương trình ạ. Xin phép được giới thiệu những bình luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi ở phía kia. Anh Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký của Liên đoàn MMA Việt Nam. Diễn viên Hà Hiền, người luôn luôn quan sát rất là kỹ càng những người đẹp lên đây. Chí Viễn, bình luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi, người mang lại rất nhiều chi tiết chuyên môn cho cuộc so tài của chúng ta. BB Trần, ngày hôm nay chắc là cũng sẽ có một màn khởi động, một ca sĩ lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu của The Champion. Và xin mời ca sĩ Bảo Anh. Ngày nay em vẫn mộng mơ tình yêu đẹp như ý thơ.
mà chẳng cần phải nói gì, vì tình cảm đâu phải tô mì. Chàng trai của em không ngon tình, tính hay cứ im thinh, và cũng chẳng từng nói với em như là yêu đương mà còn thấp phương. Ai lại nỡ, ai lại nỡ em? Em anh phải nói ra lại nhớ, ra lại thương đâu. Em đâu có em, em anh phải nói ra lời nhớ, ra lời thương đau. Vì em cũng biết rằng lời càng khó nói, lại càng thêm chất chứa bên trong thật nhiều nhưng chẳng thành. Em ai lại nỡ, ai lại nỡ em? Em anh phải nói vì lời nói chỉ bằng chân môi. Ai lại nỡ? Are you ready? Cho em những món quà mà sàn đến trong tim anh đã xem em là tất cả. Nhìn mắt anh là em thấy hình dáng của mình em đây. Em đây đã sắp u 30, em chỉ cần người đàn ông của em hay âm thầm đón em lúc tan tầm. Bàn tay ấm dù mưa sẽ tầm. Đặt vào tay em, đặt vào tim em. Thương đâu em nào có, em nào có em? Em anh phải nói ra lời nhớ, ra lời thương đâu? Vì em cũng biết rằng lời càng khó nói, lại càng thêm chất chứa bên trong thật nhiều những chân thành. Em ai là nỡ, ai là nỡ em? Em anh phải nói vì lời nói chỉ nằm trên môi. Vỗ tay lần nữa. Không phải ai mà BB Trần ở dưới kia cũng phải đứng lên hô đẹp quá chị ơi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Ali, cảm ơn BB Trần và cảm ơn tất cả khán giả ở đây ạ. Thật ra em cũng không phải là fan của những cái môn đấm đá đâu, tại vì mọi người cũng biết tính Bảo Anh thì cũng khá là nhẹ nhàng á, nên là không phải là fan, nhưng mà cái đó là do em nghĩ Bảo Anh ơi. Cái sự nhẹ nhàng là do em nghĩ nha. Dạ yeah. Chứ người ta không có thấy sự nhẹ nhàng ở em. Vậy chứ anh thấy cái gì? Thấy ở em là một sự bốc lửa à, ok, vậy thì được. Bon ngưỡng mộ các anh chị em nghệ sĩ khi mà thi đấu ở chương trình này. Ngoài sức mạnh, ngoài sự linh hoạt, nhanh nhẹn ra thì cái ý chí quyết tâm rất là cao. Anh chị em nghệ sĩ ở ngoài thì rất là yêu quý nhau, rất là thương nhau, nhưng mà khi lên sàn đấu thì phải xử đẹp người kia dù cho là... Thực ra là thi đấu đẹp. Có ai có hạng cân 43kg không ạ? Có nha em, có nha em. Một nhỏ em của anh Ngọc Phước. À đúng hợp rồi. Hợp lý luôn. Đúng rồi. Hợp lý luôn anh. Lúc nào em cũng cài cho Ngọc Phước vào là sao? Em thấy Bảo Anh có vẻ ngon ăn đúng không? Anh thử nhớ lại đi, Ngọc Phước cùng chiều cao với Bảo Anh, cùng hạng cân mà cùng cái mái tóc ngang ngang đó luôn. Rồi được rồi, dạ em cảm ơn anh. Dạ, dạ em được, rồi dạ. Được. Nếu mà có cho Bảo Anh một cái giai đoạn mà không làm gì mà chỉ tập trung, tập thể lực rồi tập mọi thứ để mới có thể chuẩn bị cho thi đấu thì bọn anh sẽ tham gia. Chứ còn như bây giờ là vẫy cờ trắng. Cũng là một người cẩn thận và anh nghĩ là điều đó rất được đánh giá cao, bởi vì cũng có lúc vui vẻ đấy, nhưng mà đây thực sự là một thử thách hoàn toàn mới nữa. Tất nhiên là mọi người đều chờ đợi sự xuất hiện của một ca sĩ xinh đẹp như Bảo Anh ở trên võ đài của The Champion một ngày nào đó. Một lần nữa, xin được cảm ơn Bảo Anh với màn trình diễn đã làm nóng sân khấu ngày hôm nay. Và xin chúc cho anh và đặc biệt là những anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình này thật là nhiều sức khỏe. Và nếu như mà mọi người không vượt qua được những người khác để mà thắng giải Champion thì mọi người đã vượt qua chính mình rồi ạ. Yeah. Mỗi một tập của Nhà Vô Địch thì chúng tôi đều cố gắng mang tới một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó bất ngờ, bởi vì quý vị sẽ nhìn thấy những hình ảnh
khác với bình thường của các nghệ sĩ, những người nổi tiếng xuất hiện ở trên này. Hai võ sĩ lên võ đài ngày hôm nay đã trải qua quãng thời gian tập luyện và chắc là họ cũng hiểu được luật thi đấu. Họ sẽ phải chứng tỏ hết mình trên võ đài này. Những đòn thế mà họ đã học được, họ phải cố gắng để có điểm nhiều hơn đối thủ và có thể là hạ knock out. Và bây giờ là hai cái tên sẽ tham gia vào cuộc so tài ngày hôm nay và quý vị sẽ bất ngờ ngay từ hai cái tên này. Đầu tiên, đó là người đẹp Diệp Bảo Ngọc. Và bây giờ sẽ là đối thủ của Diệp Bảo Ngọc trong buổi tối ngày hôm nay, ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Điều mà anh mong muốn nhất ở cái cuộc thi này đó chính là mình thử sức xem là mình có thể làm được đến đâu. Cũng có những lúc mà anh bị đánh đau quá, đau mà về ê ẩm hết cả người, đánh vô bụng, đánh vô mặt, tán vô mặt đủ thứ kiểu hết. Thì bà nói là ủa, khoan dừng lại khoảng chừng là 2 giây để coi là ủa mình đi cái con đường này có đúng hay không, tại sao mình phải mỗi ngày lên lớp để bị đánh như vậy. Và có những lúc mà anh muốn bỏ cuộc rồi, nhưng tự nhiên cái mình bỏ cuộc xong thì những cái cố gắng từ đầu của mình coi như là mình đổ sông đổ biển hết. Cho nên là cuối cùng thì mình vẫn quyết tâm đến với chương trình, cố gắng thử sức một lần xem sao. Và Hoàng Anh tới với chương trình này thì nó không phải là cuộc dạo chơi, bởi vì là không có cái cuộc chơi nào mà đau đớn thê thảm như cái này. Cho nên là Hoàng Anh nghĩ là đây là một cái trận chiến thật sự mà Hoàng Anh cần phải cố gắng. Sáng bừng sân khấu luôn, Diệp Bảo Ngọc và Trương Quỳnh Anh. Lần đầu tiên trên sân khấu của nhà vô địch, hai bà mẹ tham gia vào cuộc chơi. Xuất sắc. Wow. Không biết con ở nhà có biết là mẹ đi thi đấu boxing không, Quỳnh Anh? Bé Sushi ở nhà cũng biết là mẹ có tham gia. Sushi có vẽ một bức tranh để tặng cho mẹ, để cổ vũ tinh thần cho mẹ rồi. Và đó chính là hình ảnh của Hiệp Sĩ Lợn. Đây. Trước ngày hôm nay thì hai mẹ con có ngồi vẽ với nhau và Sushi đã vẽ tranh này để mà tặng cho Quỳnh Anh. Sushi tặng mẹ nè, Hiệp Sĩ Lợn Burin cũng là một cái nhân vật hai mẹ con rất là yêu thích. Và Sushi cũng nhắn nhủ mẹ là rất là mong mẹ sẽ đem cái đai chiến thắng về cho Sushi tặng cho con. Cái bộ đồ cũng lấy ý tưởng từ cái bộ phim hoạt hình đó, mà ngồi thấy là ở đây nó cũng có hình của Hiệp Sĩ Lợn nè, ghi là The Champion nè, có tên của Quỳnh Anh nè, và ở đằng sau cũng vậy luôn. Đó, một cái tinh thần hiệp sĩ, một cái tinh thần rất là quyết chiến và kiên cường. Có thể tôi không phải là người mạnh nhất nhưng mà tôi sẽ là người kiên cường nhất. Bọn anh sẽ cố gắng hết mình